Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong Thủy Gia Cát. Lần đầu tiên thay mặt ban biên tập của chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, việc xem tuổi để sinh con cũng rất quan trọng với các cặp bố mẹ. Điều đó có thể ảnh hưởng đến sự hạnh phúc, bình an, may mắn của mỗi người. Những tuổi con xung khắc với tuổi bố mẹ thì tốt hơn chúng ta nên tránh và lựa chọn các năm phù hợp hơn. Trong video này, tôi sẽ phân tích cho quý vị và các bạn về những tuổi không phù hợp để sinh con năm Giáp Thìn 2024. Quý vị theo dõi để có thể lựa chọn phù hợp. Trước khi khám phá sinh con năm 2024 hợp với tuổi bố mẹ, tất cả chúng ta hãy xem mệnh của những em bé sinh năm Giáp Thìn. Người sinh năm 2024 Giáp Thìn sẽ thuộc mệnh hỏa, cụ thể đó là mệnh Phú Đăng Hỏa. Phú Đăng Hỏa có nghĩa là ngọn đèn dầu, tương sinh là thổ và mộc, tương khắc là kim thủy, cầm tinh con rồng, Giáp Thìn. Trong dân gian, rồng được xem là một trong tứ linh đại diện cho sức mạnh, quyền lực, bản lĩnh. Đây là một năm tuổi có số lượng sinh con rất nhiều. Như chúng ta đã biết, để chọn được tuổi sinh con thì cần xem bố mẹ tuổi nào hợp với con sinh năm 2024, cần xét 3 yếu tố như sau: ngũ hành, thiên can và địa chi. Ngũ hành là yếu tố đầu tiên được nhiều người xem xét đến khi lựa chọn năm sinh con. Nhiều người căn cứ vào quy luật tương sinh tương khắc của ngũ hành để chọn. 1. Những tuổi có ngũ hành kỵ với ngũ hành năm 2024 là những người có mệnh thủy và mệnh kim. Theo ngũ hành tương khắc, con cái sinh năm 2024 mang mệnh hỏa nên sẽ khắc. Những cha mẹ hành thủy sẽ thuộc các tuổi Bính Tý 1996, Nhâm Tuất 1982, Bính Ngọ 1966, Quý Hợi 1983, Giáp Dần 1974 và Ất Mão 1975. Theo luật tương khắc, hỏa bị thủy khắc chế, thủy sẽ dập tắt lửa. Vì thế, nếu bố mẹ có hành thủy sinh con năm 2024 thì rất có thể sẽ khắc chế con cái, khiến con cái khó gần gũi, khó phát triển toàn diện. Con cái sinh ra có thể sức khỏe không tốt, bất đồng với bố và vận mệnh không được tốt lành cho lắm. Chính vì thế nên bố mẹ mệnh thủy không nên sinh con năm 2024. Những tuổi thuộc hành kim không nên sinh con năm 2024 bao gồm Nhâm Thân 1992, Giáp Tý 1984, Ất Sửu 1985, Canh Thìn 2000, Tân Tỵ 2001, Canh Tuất 1970, Tân Hợi 1971. Lý do hỏa xung khắc với kim, lửa mạnh sẽ nung chảy kim loại, nên bố mẹ mệnh kim sẽ khắc con mệnh hỏa, khắc chế gây ảnh hưởng tới sức khỏe, tiền bạc, công việc. Vì trong ngũ hành, bố mẹ khắc con không quá xấu, nhưng con khắc bố mẹ lại rất xấu, vì như vậy gọi là nghịch thiên. Cũng có thể khiến cho tình cảm của bố mẹ gặp nhiều xung đột, cãi vã, gia đình không hạnh phúc. 2. Xét yếu tố thiên can. Với những cha mẹ có thiên can kỵ với thiên can năm Giáp Thìn cũng được khuyến cáo không nên sinh con năm 2024. Lý do, năm Giáp Thìn có thiên can, Giáp là dương mộc, thiên can Giáp này khắc với thiên can mộc, dương thổ và xung khắc với thiên can canh, dương kim. Những người có tuổi có thiên can thuộc mậu đang có độ sinh đẻ cần tránh sinh con năm Giáp Thìn. Mậu Dần 1998, Mậu Thìn 1988, Mậu Ngọ 1978, Mậu Thân 1968. Do can Giáp là dương mậu khắc với lại can mậu, dương thổ, vì hai thiên can này đều thiên về tính dương quá mạnh nên luôn xa nhau, khó có thể hòa hợp. Vì vậy những cặp cha mẹ có thiên can này không phù hợp để sinh con năm 2024. Những tuổi thuộc thiên can canh bao gồm Canh Ngọ 1990, Canh Thân 1980, Canh Thìn 2000, Canh Tuất 1970. Do thiên can Giáp là dương mộc sẽ bị khắc chế bởi những người có thiên can canh là dương kim. Vì thế nếu bố mẹ can canh sinh con năm 2024 sẽ dễ vào cảnh khắc chế con, khiến đứa trẻ khó gần gũi với cha mẹ, vì thế cha mẹ khó chia sẻ và bảo ban con cái. 3. Xét yếu tố địa chi. Những người có tuổi có địa chi kỵ trong với địa chi Thìn, trong tứ hành xung Thìn Tuất Sửu Mùi không nên lập kế hoạch sinh con trong năm 2024. Lý do như sau: tuổi Mão hại thái tuế, con giáp phạm phải hại thái tuế thì vận thế trong năm có nhiều thăng trầm, tài lộc khó thịnh vượng, cơ hội làm ăn cũng nhiều nhưng lại rất dễ mất đi, cần cẩn trọng lời ăn tiếng nói, tránh gây hiềm khích với cấp trên hay các bậc tiền bối, không thuận để đầu tư, làm ăn cẩn thận trọng. Làm ăn cần thận trọng, tài vận lúc lên lúc xuống tổn hao lớn. Người gặp hại thái tuế sẽ gặp chuyện bất an, tài vận lẫn sự nghiệp khó có bước đột phá, thị phi nhiều. Về sự nghiệp, tuổi Mão có thể gặp nhiều mâu thuẫn với đồng nghiệp, rất dễ rơi vào bẫy của kẻ xấu, hao tiền tốn của.
Vận khí sa sút khiến tài chính của tuổi Mão vì thế mà cũng hao hụt đi nhiều. Đó chính là lý do tại sao con giáp này vì không nên vội vàng sinh con trong năm tới. Vì nếu sinh con vào thời điểm này, tuổi Mão sẽ bị mất cân bằng, mệt mỏi, căng thẳng hơn, dễ dẫn tới hành động thiếu suy nghĩ, liều lĩnh. Xét về tính cách thì cha mẹ tuổi Mão và con tuổi Thìn cũng không thuộc nhóm hợp nhau, nên quá trình nuôi dưỡng được dự báo diễn ra không thuận lợi, hai bên dễ xung khắc, trẻ lớn lên thường xuyên phải đối mặt với khó khăn, phải tự lực cánh sinh. Tuổi Mùi hình thái tuế là thiên xung. Tuổi Mùi đối diện với hình thái tuế trong năm 2024 nên khó tránh khỏi việc gặp khó khăn. Người gặp hình thái tuế cũng bị ảnh hưởng nhất định, dễ bị thị phi, tiểu nhân quấy phá, gặp tai nạn hình thương bất ngờ. Hình ở đây được hiểu là liên quan đến hình sự, chịu những tổn thương về thân thể. Người phạm hình thái tuế biểu hiện cả năm, vận thế đều bị ảnh hưởng, dễ bị chấn thương nằm một chỗ trong thời gian ngắn hoặc dài. Làm việc gì cũng nên đặt chữ nhẫn lên hàng đầu, cần chú ý những chi tiết nhỏ khi xử lý các văn kiện, tài liệu, hợp đồng để tránh đụng chạm đến pháp luật. Sự nghiệp của tuổi Mùi có tiểu nhân cản đường nên khó tiến triển tốt đẹp như dự tính. Nghiêm trọng hơn, tuổi Mùi có thể vướng vào thị phi, gặp tranh chấp. Trong tình huống này chưa phù hợp để chào đón một thành viên mới. Bên cạnh đó, do cha mẹ tuổi Mùi nằm trong tứ hành xung nên ít nhiều có nhiều điểm xung khắc với con cái. Vì thế việc nuôi dạy con cái tuổi Thìn cũng được dự đoán sẽ gặp nhiều khó khăn trong tính cách không hợp nhau. Tuổi Tuất xung thái tuế. Tuổi Tuất là một trong những con giáp không nên sinh con vào năm 2024. Nguyên nhân là do bản mệnh gặp cục diện xung thái tuế, mọi phương diện đều không được như ý muốn. Người xung thái tuế thì năm này thường long đong lận đận, mọi việc xung quanh đều có sự thay đổi như chuyển nhà, chuyển công việc, ảnh hưởng đến sức khỏe và thị phi. Người gặp xung thái tuế sẽ có nhiều xáo trộn trong cuộc sống, có nhiều thay đổi, môi trường xung quanh nhiều biến động, không được quý nhân trợ giúp nên làm gì cũng cần cẩn thận. Theo tử vi, cha mẹ tuổi Tuất và con tuổi Thìn cũng không phải là nhóm tuổi hợp nhau. Con sinh ra có thể hay ốm vặt, quấy khóc, làm không khí gia đình thêm căng thẳng. Vì thế sinh con trong năm Giáp Thìn 2024 không phải là lựa chọn tốt nhất. Tuổi Sửu phá thái tuế. Tuổi Sửu gặp cục diện phá thái tuế nên cuộc sống bị đảo lộn khá nhiều. Phá có ý nghĩa là sự ly tán, dịch chuyển, biểu thị sự phá sản, hoại của. Phạm thái tuế nhẹ hơn là phạm hình thái tuế nhưng cũng là một loại của phạm thái tuế lưu niên. Vậy nên trong năm con giáp nào phạm phải thái tuế thì công việc thường bị kẻ xấu phá hoại, dẫn đến thất bại hay thậm chí là phá sản. Trong hôn nhân thì cẩn thận, hôn nhân bị phá vỡ, đầu tư cần cẩn trọng hơn. Người gặp hạn thái tuế sẽ gặp bất hại và tổn thất trong làm ăn, vận may sa sút, tiểu nhân thị phi bùa vây. Các mối quan hệ xã giao diễn ra không tốt, kẻ tiểu nhân tìm cách phá hoại. Vì thế mà con giáp này còn rơi vào trạng thái bi quan và tiêu cực. Nên nếu thêm cả chuyện sinh con thì áp lực càng thêm nặng nề. Xét về tính cách, các bé cũng được sinh năm Giáp Thìn cũng được dự báo là không hợp với tính của cha mẹ tuổi Sửu. Trong khi Thìn có tính cách phóng khoáng, cởi mở, thích bay cao bay xa thì tuổi Sửu lại hiền hòa, sống nội tâm nên khó tìm được người san sẻ và thấu hiểu con cái. Bằng tổng kết những tuổi không hợp sinh năm 2024, ngũ hành kiêng kỵ, hành thủy, bính tý 1996, nhâm tuất 1982, bính ngọ 1966, quý hợi 1983, giáp dần 1974, ất mão 1975. Hành kim, nhâm thân 1992, giáp tý 1984, ất sửu 1985, canh thìn 2000, tân tỵ 2001, canh tuất 1970, tân hợi 1971. Thiên can kiêng kỵ, thiên can mậu, mậu dần 1988, mậu thìn 1988, mậu ngọ 1978, mậu thân 1968. Thiên can canh, 1999 kỷ mão, 1989 kỷ tỵ, 1979 kỷ mùi. Phạm thái tuế, tuổi tuất, 1982 nhâm tuất, 1994 giáp tuất, 1970 canh tuất. Đối với bố mẹ có ngũ hành, thiên can và địa chi xung khắc với con nhưng vẫn muốn sinh con năm 2024, bố mẹ có thể bổ sung ngũ hành thiếu cho con bằng cách chọn giờ đẹp, ngày và tháng hợp tuổi để sinh con. Đồng thời bổ sung ngũ hành tương ứng như màu sắc quần áo, đặt tên, trang sức hay sử dụng vật phẩm phong thủy để khắc chế phần nào xung đột. Ngoài ra, lời khuyên cho ba mẹ muốn sinh con trong 2024, ngoài hợp tuổi tương sinh với con ra thì cần chuẩn bị kiến thức, tài chính, tâm lý và có sức khỏe tốt. Trên đây là gợi ý chung về những tuổi không phù hợp để sinh con trong năm Giáp Thìn 2024. Tuy nhiên, nếu quý vị và các bạn thuộc nhóm tuổi trên mà vẫn muốn sinh con vào thời điểm này thì cần phải xác định trước những khó khăn mà mình gặp phải cũng như tìm cách khắc phục tính cách và các quan điểm của mình trong việc giáo dục con cái. Đây là một quá trình lâu dài và cần nhiều sự kiên nhẫn.
Hy vọng những thông tin trên đây có thể giúp cho quý vị và các bạn. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông để nhận thông báo mới nhất về những video tiếp theo. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!